Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ review tiếp chuyện. Cách chinh phục 5 anh trai đại boss của tôi. Chấp 11, chấp 12. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết tình hình cơ thể của Tô Linh Nhi rất tốt. Chỉ là do bị kích động mạnh nên mới hôn mê. Tô Kỳ Viễn nhận thấy là Tô Khánh Khánh vừa về, đã làm cho Linh Nhi thành đại tội đồ, nếu lâu dài thì chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, nên gọi điện bảo chú Trương, mau đuổi Tô Khánh Khánh ra khỏi nhà. Trong phòng bệnh, trong lúc Tô Linh Nhi đang vui sướng vì kỹ năng hô hấp này, có thể giúp cô giả vờ ngất, giả vờ yếu đuối, một loại vũ khí lợi hại thì Tư Dạ Hàn bước vào nói với cô, "Được rồi Tô tiểu thư khán giả của cô không ở đây, cô có thể nghỉ ngơi một chút." Cô nhận thấy là đã bị phát hiện rồi, thì không cần thiết phải giả vờ nữa, thẳng thắn hỏi Dạ Hàn anh trai cô đâu, sao anh lại ở đây, Dạ Hàn trả lời cô vì tò mò muốn biết, là cô đã học được cách hô hấp, thuật võ cổ truyền đã thất truyền từ đâu, anh trai cô đang thảo luận với bác sĩ về bệnh tình của cô. Hệ thống số 56 cho cô biết anh ta chỉ là một nhân vật phụ, một tên phản diện có học thức, bảo cô không cần quan tâm, nhưng đối với cô thì dù chỉ là một nhân vật phụ, nhưng tuyệt đối không được phá hỏng màn kịch này. Cô giả ngây ngô không hiểu Tư Dạ Hàn đang nói gì, chỉ là do trời sinh yếu ớt không thể tự chăm sóc bản thân, nên ngất xỉu cũng là hợp lý thôi. Tư Dạ Hàn nghe thấy những lời này của Tô Linh Nhi cười lớn, thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cô. Anh vội giải thích rằng mình không cười cô, mà đang không hiểu vì sao một người thú vị như cô lại nhìn chúng tên Tư Phong Lam phế vật. Tư Linh Nhi lấy ví dụ như trẻ con tè dầm lớn lên rồi sẽ hết, lúc nhỏ bản thân mắt mù nên mới thích Tư Phong Lam, lớn rồi hiểu chuyện rồi thì không thích nữa. Đúng lúc này thì Tô Kỳ Viễn bước vào, vừa thấy Tô Kỳ Viễn Tô Linh Nhi tiếp tục giả bệnh, thấy tình cảnh như vậy, Tư Dạ Hàn chỉ còn có thể cảm thán rằng cô giả bệnh rất là thuần thục. Tô Kỳ Viễn tự trách bản thân, đã xem nhẹ độ phiền phức của Tô Khánh Khánh, bảo Linh Nhi yên tâm, anh đã đuổi Tô Khánh Khánh ra ngoài rồi, cô sẽ không gặp lại Tô Khánh nữa. Cô không ngờ là Tô Khánh Khánh lại bị đuổi đi, không biết ba có làm khó dễ gì anh không? Tô Kỳ Viễn bảo cô mặc kệ không cần lo, vì căn nhà là của mẹ, ông ấy chẳng có quyền quyết định. Cô ngẫm nghĩ thấy những lời anh nói rất đúng, vì tất cả mọi thứ Tô Hạo Hằng có ngày hôm nay đều là của Bạch Khinh Nguyệt. Rồi thong thả nhận ly nước của Tô Kỳ Viễn, lúc này, Tư Dạ Hàn lại muốn xen vào. Cô ước gì có ai đó có thể đem tên quỷ đáng ghét đó đi. Ba ngày sau, cô xem lại giá trị thể lực chỉ là 25%, cô nằm viện hết ba ngày đến người cũng cứng đơ luôn, mà chỉ thêm 5%, xem ra độ hảo cảm ngày càng khó lấy rồi. Dì ngô thấy cô trở về liền đến hỏi thăm cô, muốn nấu tổ yến cho cô ăn, cô bảo không cần rồi hỏi dì ngô, chẳng phải tô khánh khánh bị đuổi đi rồi sao. Dì ngô tức tối nói với tô linh nhi dọn thì dọn rồi, nhưng chung cư bên ngoài cô ta đang ở, vẫn là tài sản dưới tên phu nhân, đáng lẽ năm đó phu nhân không nên đưa chìa khóa phụ cho tô hạo hằng bây giờ đúng là có lợi cho tiểu tiện nhân đó tô linh nhi ăn ủi gì tô ít ra bây giờ cô ta không còn ở dinh thự tô ra chuyện chung cư để tính sau cô hỏi gì ngô tháng trước là sinh nhật của anh hai cô tô kỳ viễn đúng không dì ngô bảo đúng vậy nhưng tháng trước cậu ấy làm nhiệm vụ bên ngoài không biết có ai tổ chức tiệc mừng không tô linh nhi nhận thấy đây là cơ hội tốt để tìm thêm độ hảo cảm cô đến một cửa hàng trang phục nam để mua sắm nhân viên nói xin lỗi không thể tiếp đãi cô vì tầng 2 đang tiếp một vị khách VIP, cô bảo không sao rồi tiếp tục lựa chọn những sản phẩm ở bên ngoài. Cô chọn được một chiếc đồng hồ bảo nhân viên gói lại rồi viết thêm thiệp mừng sinh nhật. Đúng lúc này, Tư Phong Lam nhìn thấy cô, thì hỏi cô đến đây làm gì? Theo dõi hắn à? Tô Linh Nhi cảm thán trên đời sao lại có người ảo tưởng đến vậy, gần giọng đáp trả Tư Phong Lam con mắt nào của anh thấy. Lúc này một nữ nhân viên đến, hỏi xem Tư Phong Lam thấy bộ trang phục có vừa không, thì ra đó là Tô Khánh Khánh. Tư Phong Lam hỏi cô ta sao em lại ở đây, Cô ta kể rằng mình đang đi làm công kể từ lúc bị đuổi ra khỏi tô ra, ba đã cho cô nhà ở. Em không muốn không làm mà hưởng. Em sẽ trả tiền nhà cho ba. Tư Phong làm nghe vậy, cảm thấy Tô Khánh Khánh thật độc lập. Chuyện ăn cắp trước đây có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tô Linh Nhi lên tiếng cô muốn trả tiền thuê nhà à. Được thôi mau trả đây. Tô Khánh Khánh không hiểu. Có trả cũng là trả tiền cho ba sao lại trả cho cô. Cô nói rõ cho Tô Khánh Khánh biết. chung cư cô ta đang ở là của mẹ cô. Theo lý thì phải trả tiền cho cô chẳng lẽ tô hạo hằng lại không nói cho cô ta biết chuyện nào sao? tư phong lam quát tô linh nhi một đứa phá gia chi nữ chỉ biết xài tiền như cô có tư cách gì mà đòi tiền khánh khánh? tô linh nhi nắm cổ áo tư phong lam còn anh có tư cách gì mà nói tôi tôi chỉ biết tiêu tiền trong nhà còn anh từ đầu đến chân có món nào không phải tư ra cho anh? tư phong lam nghe xong tức tối nghiến răng lúc này nhân viên cửa hàng đã gói xong quà mang đến cho cô tư phong lam nhìn thấy nghĩ rằng cô tặng cho mình nên mỉa mai tôi còn tưởng cô đến cửa hàng trang phục nam làm gì, thì ra là mua quà tặng tôi sao, nhưng bởi vì tôi ghét cô nên những thứ cô tặng, tôi đều không cần. Tô Linh Nhi cầm lấy tấm thiệp rồi hỏi anh, về chuyện giải trừ hôn ước của anh với cô thế nào rồi, muốn giải trừ thì nhanh lên, đừng phí hoài thanh xuân của cô và rời đi. Tư Phong Lam bị những lời nói của Tô Linh Nhi làm cho tức giận mắng đồ vô dụng như Tô Linh Nhi không thích mình, còn hối thúc chuyện giải trừ hôn ước. Tô Khánh Khánh dỗ dành Tư Phong Lam, anh đừng giận chị ấy, làm vậy chỉ vì quá thích anh, Tư Phong làm ngay không hiểu ý của Tô Khánh Khánh là sao. Cô ta giải thích rằng cô ta nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Tô Linh Nhi và một người bạn thân. Đây là cách lạt mềm buộc chặt mà người bạn thân đã chỉ dẫn để Tô Linh Nhi theo đuổi được anh. Anh ta nghe vậy tự ma nói cho dù cô ta có dùng cách gì anh cũng không thích cô ta. Tô Khánh Khánh tự nói với lòng rằng trước kia quá khinh thường Tô Linh Nhi bây giờ bằng mọi cách cũng không để cô cướp mất Tư Phong làm. Tư Dạ Hàn ở trên phòng VIP thấy hết mọi chuyện âm thầm quan sát cảm thấy lần nào gặp tô linh nhi cũng thật thú vị dì của tư dạ hàn gọi anh qua thử mấy chiếc cà vạt còn hỏi anh chuyện yêu đương anh tính thế nào mấy người dì chọn cho con đều là tiểu thư hào muôn con đều không thích anh ngao ngán trả lời tạm thời không muốn nghĩ chuyện yêu đương anh nói với dì không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ đám người khốn khiếp trong tư gia như thế nào dì cũng hiểu mà dì khuyên nhủ anh đừng lo rồi cũng sẽ có một người thích hợp cùng anh đối phó tư gia nghe dì nói một người thích hợp anh liền nghĩ đến tô linh nhi nếu như là cô thì vừa hay không chỉ thích hợp mà còn có thể chọc cho đám người trong tư gia tức chết